Mẹ vào thì thấy đóng cửa. Mọi người biết thằng Cam nó đang làm gì trong này không? Trèo lên đây và đứng bắt tắt bật điện. Cam ơi, biết là mẹ mắng ấy là đóng cửa vào một mình trong này này. Lưu manh không? Mấy cái mắt kìa láo liên kìa. Đèn đi xuống. Đúng rồi, ngã sáng nay đứa nào ngã? Ừ thế mà vẫn mẹ sao? Mẹ đỡ, Cam ngã mẹ đỡ. Thế mà bây giờ vẫn trèo lên hả? Này, không động vào ổ điện. Tránh xa ổ điện ra. Mặt lưu manh không? Lưu manh không? Nào, đi xuống. Xuống. Ui, cái cốc này từ đấy không uống được. Tí mẹ rửa đi. Đi xuống. Đúng rồi, tí mẹ đổ, tí Cam rửa nha. Nè, đi xuống. Đi ngủ. Có ngủ không? Cam sao? Cam sao? Tránh xa ổ điện ra. Lưu manh lắm. Trốn vào trong này rồi, rồi đóng cửa, tự đóng cửa lại xong rồi vào đây nghịch. Trời ơi. Đi. Thôi được rồi, đi ngủ.